Thì tài xin phép được bắt đầu cái buổi chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Thì tài sẽ chia sẻ 10 cái bước để các anh chị bắt đầu triển khai cái hoạt động kinh doanh của mình. Cho dù là các anh chị kinh doanh nhỏ hay là kinh doanh lớn, trở thành một cái doanh nghiệp lớn, hoặc là các anh chị bắt đầu với kinh doanh online hoặc là kinh doanh offline, thì đây cũng là 10 cái bước để các anh chị chuẩn bị. Cái bước đầu tiên mà tài muốn trao đổi với tất cả các anh chị đó là chúng ta cần phải chọn cho mình cái thị trường. Bước đầu tiên đó là chọn thị trường các anh chị. Thì tài có 6 cái mục, 6 cái mục thị trường ở đây, 6 cái mục để các anh chị sẽ chọn dựa trên là cái sở thích, dựa trên cái đam mê của mình, dựa trên những cái hiểu biết của mình trong 6 cái nhóm thị trường này. Thì cái thị trường đầu tiên nó rất là lớn các anh chị, đó là cái nhóm thị trường về sức khỏe. Nhóm thị trường về sức khỏe. Thì các anh chị có thấy thấy ở trên màn hình đây, sức khỏe. Thì trong cái mảng sức khỏe lớn này á thì nó có những cái ngách nhỏ để các anh chị chọn. Thì ở trong cái sức khỏe này các anh chị thấy là có thể là chúng ta chọn ra là một cái mảng về yoga đúng không các anh chị? Hoặc là chúng ta chọn những cái sản phẩm liên quan về vấn đề là giảm cân hoặc là tăng cân, những cái sản phẩm, những cái dịch vụ mà nó liên quan tới vấn đề là kiểm soát được cân nặng, có thể là tập thể dục đúng không các chị, hoặc là những cái sản phẩm về thực phẩm chức năng, hoặc là những cái bài tập thể dục để có thể là giải quyết được những vấn đề cân nặng của khách hàng, hoặc là những cái chế độ ăn uống, những cái chế độ thực dưỡng để làm sao để cải thiện được cái sức khỏe. Đó, thì nó rất là nhiều những cái thị trường ngách ở đây, thì tài đưa ra một vài cái ví dụ để các anh chị hình dung được cái mảng thị trường này nó bao gồm những cái gì, được không ạ? Đó là cái mảng đầu tiên, đó là sức khỏe. Và cái mảng thứ hai, đó là cái mảng làm giàu. Làm giàu thì bao gồm là có những cái cách mà những cái nhà đào tạo, những cái diễn giả hoặc là những cái giám đốc kinh doanh thành công, đúng không? Họ triển khai những cái hoạt động kinh doanh của họ bằng những cái là kinh doanh cà phê, hoặc là họ kinh doanh bất động sản, hay là những cái sản phẩm là mỹ phẩm, đúng không các anh chị? Rồi những cái kiến thức, những cái cách mà để có thể họ triển khai kinh doanh online ở trên những cái nền tảng như là Shopee, Lazada, hay là rất những nhiều nền tảng khác nhau, đúng không ạ? Và những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm trong những cái hoạt động bán hàng của họ, hoặc là những cái chiến lược, những cái công cụ marketing. Đó đó là những cái nội dung trong cái mảng làm giàu. Thì có nhiều người là họ chuyên về là có thể là dạy người ta, hoặc là họ kinh doanh trên cái nền tảng là Facebook. Hoặc là có nhiều người họ làm giàu bằng cách là họ kinh doanh trên những cái nền tảng Shopee, rồi họ có thể là dạy những cái kiến thức cho những cái học viên của mình để có thể kinh doanh trên nền tảng Shopee này luôn, đúng không các anh chị? Đó, hoặc là họ làm giàu bằng cách là họ sao họ dạy những kiến thức về mỹ phẩm, và thậm chí là họ kinh doanh luôn những cái sản phẩm mỹ phẩm như thế này. Đó thì đây là cái thị trường về làm giàu, thì đây là một cái mảng thị trường nó cũng vô cùng rộng, đúng không các anh chị? Thì chúng ta cần tìm ra cho mình một cái ngách phù hợp nhất cho cái hoạt động kinh doanh của mình, dựa trên những cái tiêu chí, chẳng hạn như là các anh chị có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đó nè, các anh chị đam mê, các anh chị yêu thích trong cái lĩnh vực đó, thì chúng ta sẽ chọn. Rồi cái thị trường thứ ba đó là cái mối quan hệ, thị trường về mối quan hệ. Thì trong cái mối quan hệ này bao gồm có những cái kiến thức về chẳng hạn như là cách dạy con chẳng hạn, hoặc là những cái chủ đề liên quan tới tình yêu, hôn nhân, gia đình, hoặc là những cái mối quan hệ trong đồng nghiệp, hàng xóm, bạn bè, đúng không các anh chị? Đó là những chủ đề mà nó liên quan tới cái mảng thị trường là mối quan hệ. Và tiếp theo, cái thị trường thứ tư đó là phát triển bản thân, thị trường về phát triển bản thân. Thì đây là những cái thông tin, những cái bài giảng về, hoặc là người ta viết sách ra những cái kỹ năng về nói chuyện trước đám đông chẳng hạn, hay là những cái cách mà có thể vượt qua được những cái giới hạn của bản thân mình, không, những cái kỹ năng mà để có thể phát triển được cái bản thân của mình ngày càng tốt hơn, được không các anh chị? Rồi cái thị trường thứ năm đó là thị trường về tâm linh. Tâm linh thì bao gồm là những cái kiến thức, những cái cách
mà để mình có thể là thờ cúng, những cái phong tục tập quán, những cái cách thờ cúng, chẳng hạn như cách cúng ông địa như thế nào, rồi cách cúng khai trương ra làm sao, đúng không các anh chị? Hoặc là cách cúng khi mà động thổ nhà, vân 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 vân. Đây là những cái cách mà thờ cúng. Hoặc là những cái phong thủy khi mà chúng ta là đi mua bất động sản, chúng ta chọn hướng bất động sản, đúng không ạ? Những cái phong thủy về liên quan về tới bất động sản, hoặc là những cái phong thủy về cây cảnh, không? Tại thấy là có những cái anh chị kinh doanh trong cái lĩnh vực là phong thủy cây cảnh, những cái loại cây nào thì họ hợp với mệnh mệnh gì, tuổi nào, và cái cách đặt những cái loại cây phong thủy này ở những cái vị trí nào ở trong những cái căn nhà hay là văn phòng làm việc của mình ra làm sao, đúng không ạ? Đó là về những cái thị trường về tâm linh. Rồi còn một cái thị trường nữa, đó là thị trường về phong cách sống. Các anh chị thấy là có nhiều người họ kinh doanh trong cái mảng này. Phong cách sống thì bao gồm là những cái dịch vụ về du lịch, đúng không? Những câu chuyện về du lịch, những cuốn sách nói về du lịch, rồi thời trang, rồi những cái dịch vụ về ăn uống, đúng không? Những cái cuốn sách nói về ăn uống, dạy về ăn uống, đúng không ạ? Những cái cuộc thi về ăn uống chẳng hạn như vậy. Đó là về cái phong cách sống. Rồi thì tài sẽ tóm lại cho anh chị, thì đây là 6 cái thị trường lớn, mà trong 6 thị trường lớn này nó có những cái ngách nhỏ, thì các anh chị cần phải chọn ra cho mình những cái ngách nhỏ mà nó phù hợp với lại những cái tiêu chí của anh chị. Rồi tiếp theo, sau khi mà chúng ta chọn được cái thị trường rồi, thì cái bước thứ hai để chúng ta bắt đầu, đó là các anh chị cần phải nghiên cứu cái thị trường này, đúng không ạ? Bởi vì cái bước này á, thì nó sẽ trả lời được là những cái khách hàng nào mà bạn sẽ muốn phục vụ họ, và những cái đối tượng khách hàng nào mà bạn muốn phục vụ họ, bạn muốn làm việc cùng với họ, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có một cái tiêu chí là cái khách hàng của mình là ai, chứ không phải là, tại thấy là có nhiều người anh chị là kinh doanh là mong muốn là ai cũng là khách hàng của mình, thì thật sự là không phải. Bởi vì là sao ạ? Mình không có đủ sức đâu các anh chị, mình không bao giờ mà đủ sức để có thể là phục vụ được hết tất cả những cái tầng lớp khách hàng, tầng lớp bình dân, rồi trung lưu, rồi thượng lưu, rồi khách hàng ở thành phố, khách hàng ở nông thôn, đúng không các anh chị? Khách hàng ở trong nước, rồi khách hàng ở nước ngoài, vân vân vân. Cái lượng khách hàng nó rất là lớn, cho nên là mình cần phải trả lời rõ ràng là cái đối tượng khách hàng mà mình muốn phục vụ là ai, đúng không ạ? Để mình nghiên cứu cái thị trường này. Chỉ cần mình chọn một cái đối tượng thị trường khách hàng nhất định thôi, thì các anh chị cũng đã làm việc rất là vất vả rồi, và cũng các anh chị cũng có thể đạt được cái thu nhập của mình rồi, không cần phải quá nhiều, đúng không các anh chị? Rồi và đây là cái 4 cái cách, tài đưa ra cái 4 cái cách để các anh chị có thể là nghiên cứu được thị trường của mình. Cái đầu tiên đó là các anh chị có thể dùng cái công cụ là Keyword Planner. Keyword Planner, đây là một cái công cụ mà sẽ giúp cho các anh chị tìm được cái thông tin tìm kiếm ở trên khách hàng. Ví dụ như các anh chị search ra cái thông tin là áo thun đi, áo thun, thì các anh chị sẽ biết được là có bao nhiêu cái người tìm kiếm cái áo thun này, cái nhu cầu về mua áo thun thì nó như thế nào, đúng không các anh chị? Các anh chị có thể search những cái thông tin như thế này ở trên cái công cụ Keyword Planner này. Rồi tài sẽ ví dụ cho các anh chị đây. Đó, các anh chị cho vào đây Keyword Planner. Đó, đây là cái trang web này, đúng không các anh chị? Đây là một cái trang website. Rồi các anh chị có thể là đăng ký ở đây, đăng ký. Rồi các anh chị sẽ đưa một cái thông tin vào đây, ví dụ như là các anh chị search ra là áo áo thun đi, áo thun nam, áo thun nam chẳng hạn vậy. Các anh chị dự định là sẽ kinh doanh áo thun nam, thì các anh chị có thể là tìm kiếm ở đây. Đó, tìm kiếm ở đây thì nó sẽ ra, đúng không các anh chị? Đây các anh chị thấy không ạ? Nó sẽ ra kết quả ở đây là áo thun nam đẹp. Đây là những cái nội dung mà người ta hay tìm kiếm ở trên mạng ấy, các anh chị. Người ta hay tìm kiếm ở trên Google, thì nó có những cái nội dung là chẳng hạn người ta hay tìm kiếm là áo thun nam đẹp, thì cái độ tìm của thị trường là có 4.300 người,
họ đi tìm cái áo thun đẹp này các anh chị, đúng không ạ? Và cái tỷ lệ trend ở đây là 23%, đúng không các anh chị? Đây là những cái thông số cơ bản để mình có hiểu được là có nhiều cái khách hàng họ đang tìm kiếm những cái sản phẩm dịch vụ như thế này hay không. Rồi áo thun nam tay dài thì có là 1.900 người họ đang tìm kiếm cái điều này, đúng không các anh chị? Rồi đây là thêm một vài cái thông tin ở bên dưới. Đó, các anh chị thấy không ạ? Nó hiện ở đây. Đó, thì các anh chị đăng ký cái website này hoàn toàn miễn phí các anh chị ạ. Đăng ký cái này hoàn toàn miễn phí để các anh chị có thể tìm hiểu được những cái thông tin, những cái sản phẩm dịch vụ mà khách hàng có khả năng tìm kiếm ở trên mạng, ở trên internet nhiều, để mình biết là những cái sản phẩm mình dự định bán sắp tới thì có nhiều người họ tìm kiếm, họ mua hay là không, đúng không các anh chị? Rồi đó là một cái công cụ về Keyword Planner. Rồi cái công cụ thứ hai nữa đó là các anh chị cần phải là sao ạ? Các anh chị phải nghe ngóng và quan sát. Đâu, các anh chị đi ra ngoài, các anh chị tiếp xúc người này người kia, các anh chị nghe ngóng coi thông qua những cái người quen của mình, bạn bè mình, hoặc là thông qua những cái đám đông, các anh chị đi đến những cái đám đông, những cái khu vực như chợ Sầm Uất hoặc là trung tâm thương mại đó, hoặc là các anh chị vào những siêu thị, nghe ngóng coi ở trong đó người ta hay mua những cái gì và người ta đang quan tâm những cái điều gì, đúng không ạ? Và cái cách thứ ba đó là các anh chị vào cái Google Trend này. Oh, vào cái Google Trend này. Nó thì cái Google Trend này, nó cái công cụ này nó cũng giống như là Keyword Planner các anh chị. Thì các anh chị ở đây là một cái trang web và các anh chị cũng đánh những cái từ những cái tên sản phẩm hay dịch vụ mình đó vào đó, thì các anh chị cũng sẽ hiện ra được cái kết quả, cái số lượng mà cái khách hàng họ đang tìm kiếm những cái thông tin về sản phẩm dịch vụ này như thế nào. Rồi và cái công cụ thứ tư đó là Google Search. Thì cái công cụ này cũng như vậy. Đó, các anh chị đánh cái từ, đúng không? Các anh chị đánh trước cái tên sản phẩm và dịch vụ của mình, cái tên sản phẩm và dịch vụ á, thì các anh chị cho vào cái ngoặc, một cái dấu ngoặc như thế này, đúng không? Ngoặc kép như thế này. Và trước đó là các anh chị dùng một cái từ đó là Intel, đúng không? Đó, dùng cái từ này, đây là cái cú pháp để các anh chị search được không ạ? Đó, tài sẽ bôi đen cái này được chưa? Đó, đây là cái cú pháp để anh chị tìm kiếm trên cái Google Search. Đó, thì nó cũng sẽ hiện ra cái kết quả là có bao nhiêu người đang kinh doanh những cái sản phẩm dịch vụ như vậy. Đúng không? Các anh chị nhập vào cái áo thun nam ví dụ chẳng hạn như vậy, thì nó sẽ hiện ra có bao nhiêu cái shop, bao nhiêu cái trang website, bao nhiêu cái cửa hàng họ đang có kinh doanh những cái sản phẩm như thế này, được không các anh chị? Đó, đó là cái bốn cái cách cơ bản mà giúp cho các anh chị có thể là nghiên cứu được cái thị trường, mục tiêu của mình là như thế nào. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái cách khác các anh chị, những cái công ty lớn họ có thể là thuê qua những cái đối tác bên ngoài để họ đi nghiên cứu thị trường như thế này, họ đo lường bằng nhiều những cái công cụ khác nhau. Tuy nhiên thì các anh chị khởi nghiệp thì Tài nghĩ là chỉ cần dùng bốn cách này thôi thì cũng đã đủ rồi. Chúng ta không cần phải bỏ quá nhiều chi phí để khảo sát thị trường, để làm một cái nghiên cứu thị trường nó quá lớn, đúng không các anh chị? Rồi và tiếp theo á, sau khi mà các anh chị cái bước thứ hai các anh chị khảo sát được thị trường rồi á, thì bây giờ cái bước thứ ba là các anh chị cần phải chọn ra cho mình một cái sản phẩm phù hợp để kinh doanh, đúng không ạ? Bây giờ tới bước là chọn sản phẩm. Thì mà chọn sản phẩm này, một cái lưu ý là sau khi chọn rồi các anh chị cần phải test thị trường trước khi là các anh chị mua hoặc là tạo ra nó một cách là hàng loạt vậy nhá. Thì cái sản phẩm này á, thì nó có hai dạng sản phẩm. Một là những cái sản phẩm ở dạng là thông tin, đúng không các anh chị? Những cái sản phẩm về thông tin, như hạn các anh chị thấy là những cái diễn giả họ tạo ra những cái sản phẩm thông tin để họ bán bằng những cái khóa học chẳng hạn. Hoặc là những cái sản phẩm bằng vật lý, là những cái sản phẩm có thể là cầm nắm được, chẳng hạn như một cái điện thoại, một cái tủ quần áo hay là một đôi giày, những sản phẩm vật lý mà các anh chị có thể cầm nắm được. Rồi, và đây là hai cái nhóm sản phẩm, đúng không các anh chị? Thì trong hai cái nhóm sản phẩm này thì có bốn cái sản phẩm mà Tài gợi ý ra cho các anh chị sau đây. Đó là bốn cái nhóm sản phẩm về dịch vụ chẳng hạn như vậy.
thì các anh chị có thể là chọn cho mình những cái sản phẩm bằng cách là các anh chị làm bằng dịch vụ, tại chẳng hạn như là dịch vụ về là thiết kế website chẳng hạn, đúng không? Cái dịch vụ này thì bạn phải có chuyên môn, bạn giỏi về nó, bạn đam mê nó, bạn yêu thích nó, hoặc là bạn có những cái đội nhóm, những cái người chuyên gia cùng hợp tác, cùng làm việc với bạn để có được những cái kiến thức này để các anh chị triển khai những cái dịch vụ, chẳng hạn như dịch vụ website, thì có thể là các anh chị là người biết thiết kế website, hoặc các anh chị có một cái đội nhóm, thì có những cái chuyên gia biết thiết kế website, đúng không? Họ giỏi về việc thiết kế website để làm việc cùng với các anh chị. Rồi dịch vụ về là tư vấn pháp luật, đó, tư vấn về luật thì trong này là bao gồm có cả luật về doanh nghiệp, luật dân sự, luật hình sự, đó, luật về hôn nhân gia đình, luật về doanh nghiệp, luật cái mảng luật về đăng ký bảo hộ thương hiệu, về đăng ký bản quyền, đúng không các anh chị? Đó là những cái mảng luật mà các anh chị cũng có thể làm dịch vụ được. Hoặc là những cái dạng chẳng hạn như là dạng dạy học, những cái dịch vụ liên quan tới vấn đề dạy dạy học, đúng không các anh chị? Các anh chị có thể là dạy tiếng Anh tại nhà, hoặc là dạy những cái ngôn ngữ khác nhau tại nhà, tiếng Hoa, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha gì đó, đúng không ạ? Hoặc là các anh chị dạy một cái chuyên môn gì đó, dạy may tại nhà, đúng không? Dạy làm nail tại nhà, đúng không? Dạy làm về spa tại nhà, vân vân. Đó là những cái dịch vụ về dạy học. Rồi, những cái dịch vụ về bác sĩ, ví dụ như dịch vụ là chăm sóc sức khỏe tại nhà, không anh chị, dành cho những người lớn tuổi họ di chuyển không có tiện, thì mình có thể là tới tận nhà để có thể là đo huyết áp, hoặc là chăm sóc về những cái vấn đề về sức khỏe của họ. Rồi những cái dịch vụ về sửa chữa, chẳng hạn như dịch vụ về sửa chữa máy tính, sửa chữa máy in, sửa chữa về điện lạnh, đúng không các anh chị, điện dân dụng, vân 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 vân. Những cái dịch vụ sửa chữa như này, chẳng hạn như sửa chữa xe ô tô hư dọc đường, đúng không các anh chị. Tại thấy là có những cái dịch vụ như vậy, khi mà xe chúng ta hư dọc đường thì có những cái dịch vụ chúng ta gọi thì họ sẽ đến tận nơi để giúp đỡ chúng ta, hỗ trợ chúng ta để sửa chữa những cái xe mà chúng ta chẳng may hư ở dọc đường như vậy. Rồi những cái dịch vụ về thú y, đúng không? Chẳng hạn những dịch vụ về chăm sóc thú cưng tại nhà, đúng không ạ? Tiêm phòng này nọ, đúng không các anh chị? Rất là nhiều những cái thông tin liên quan tới thú y này mà các anh chị có thể làm dịch vụ được. Hoặc là những cái dịch vụ về xây dựng, chẳng hạn như về thiết kế những cái bản vẽ, đúng không? Các anh chị không cần phải đến công ty, đúng không? Mà các anh chị có thể là thiết kế tại nhà rồi gửi những cái bản thiết kế này qua những cái công cụ internet, đúng không ạ? Đó, thì đây là một vài cái gợi ý về cái dịch vụ mà Tài muốn chia sẻ với các anh chị. Thì cái lợi thế mà khi mà các anh chị chọn kinh doanh ở mảng dịch vụ như thế này á, thì đa phần á, là những cái dịch vụ này khi chúng ta mới bắt đầu triển khai á, thì nó có một cái lợi thế, đó là vốn á, bắt đầu rất ít, đúng không anh chị? Chúng ta không bỏ ra quá nhiều vốn, không? Ví dụ như các anh chị làm về mảng thiết kế website đi, thì gần như là chúng ta đâu có phải đầu tư về về sản phẩm, đầu tư kho bãi gì nhiều, đúng không các anh chị? Không? Đó là một cái lợi thế. Rồi, tiếp theo là các anh chị có thể là chọn cái sản phẩm hình thức là tiếp thị liên kết, hay là ở nước ngoài người ta gọi là affiliate, đúng không các anh chị? Thì cái sản phẩm này á, nó rất là tuyệt vời. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các anh chị cũng có thể khởi nghiệp với cái sản phẩm này mà không cần quá nhiều kinh nghiệm, hoặc là không cần quá nhiều vốn cũng có thể khởi nghiệp với cái hình thức kinh doanh này. Thì đây là một cái hình thức mà một cái đơn vị nào đó họ có sản phẩm, và việc của anh chị là các anh chị làm những chương trình marketing làm sao để bán được những cái sản phẩm này cho những cái đơn vị cung cấp như vậy, và các anh chị sẽ hưởng được một phần lợi nhuận trên cái việc mà các anh chị bán được hàng. Thì tùy vào những cái đơn vị mà các anh chị, cái hoa hồng các anh chị nó sẽ dao động là từ 20% đến là khoảng 70%, có nhiều đơn vị có những cái mức chiết khấu hoa hồng khác nhau. Rồi thì tiếp thị liên kết này ở Việt Nam á, thì có rất là nhiều những cái trang web mà các anh chị có thể hợp tác với họ, có nhiều cái đơn vị mà các anh chị có thể hợp tác với họ. Tại thấy chẳng hạn như là Unica nè, đúng không? Unica thì họ bán những cái khóa học, thì các anh chị có thể là kết nối với họ.
Rồi, như là Asset, Asset Trend, đúng không các anh chị? Thì cái này nó cũng rất là nhiều những sản phẩm ở trên đây để các anh chị có thể lựa chọn kinh doanh. Hoặc là ở nước ngoài thì có Clickbank, hoặc là Amazon, thì là Amazon thì quá lớn rồi đúng không các anh chị? Có hàng tỷ tỷ những cái sản phẩm ở trên đó, tha hồ các anh chị lựa chọn. Hoặc là ClickFunnels, đúng không? Rất nhiều những cái công ty họ trao cho anh chị một cái quyền là đi bán những cái sản phẩm của họ và các anh chị hưởng hoa hồng. Thay vì các anh chị phải tự đầu tư hết về kho bãi, về sản phẩm, về nhân sự, rất là nhiều thứ, đúng không? Tuy nhiên thì những khi mà các anh chị kết nối và hợp tác với những cái đơn vị theo cái hình thức mà tiếp thị liên kết như vậy á, việc của các anh chị là bán sản phẩm thôi, còn cái việc mà giao hàng rồi việc tạo ra sản phẩm rồi việc hỗ trợ những cái chương trình là marketing lớn thì họ cũng đã làm hết rồi. Nói chung là những cái phần khó nhất á, thì họ đã làm hết rồi các anh chị. Còn những cái phần tương đối dễ thì chúng ta làm thôi. Thì đó là một trong những cái phần quan trọng nhất, đó là chúng ta làm sao để bán được hàng. Đúng không ạ? Thì Tài cũng sẽ chia sẻ cho anh chị những cái kiến thức vào những cái video sau, vào những cái phần livestream sau, để các anh chị có thể là khi mà các anh chị chọn rồi á, thì cái cách mà để các anh chị kinh doanh dịch vụ làm sao, rồi cách mà các anh chị kinh doanh theo hình thức tiếp thị liên kết như thế nào, thì Tài sẽ chia sẻ kỹ cho các anh chị ở những cái phần sau. Thì hôm nay thì Tài muốn là đưa ra các anh chị những cái tiêu đề để các anh chị biết rằng khi mình bước vào kinh doanh thì mình cần phải chuẩn bị những cái điều gì thôi, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo cái phần số 3 mà các anh chị cũng có thể chọn cái sản phẩm cho mình, đó là những cái đặc sản về vùng miền các anh chị. Những cái đặc sản vùng miền, không? Thì cái này nó cũng rất là lợi thế, bởi vì sao? Bởi vì các anh chị là người địa phương đó thì các anh chị sẽ rất là am hiểu về cái sản phẩm vùng miền của mình, cũng như là các anh chị gần cái nơi này, vì cái việc mà các anh chị đặt hàng hay như thế nào đó nó cũng rất là dễ dàng và cũng sẽ đỡ cái vấn đề về vấn đề vốn của các anh chị. Chẳng hạn như ở những người mà ở Tây Ninh thì có những cái đặc sản chẳng hạn như là bánh tráng hay là muối ớt Tây Ninh, đúng không các anh chị? Hoặc là mãng cầu, hay là ngoài Bắc người ta gọi là trái na của Tây Ninh, họ trồng ở những cái vùng vùng ven cái vùng núi núi Bà, thì cái chất lượng cái trái mãng cầu rất là dai, ngọt và rất là ngon các anh chị, cũng đây cũng được xem như là một cái đặc sản. Hoặc là các anh chị ở Lý Sơn thì các anh chị có thể là chọn tỏi, đúng không ạ? Hoặc là ở Hà Tĩnh thì ta thấy là có một cái sản phẩm đặc biệt, đó là người ta gọi là cu đơ, đúng không các anh chị? Hay ở trong Nam ta gọi là kẹo đậu phộng. Đúng không ạ? Đó, hoặc là ở Huế thì có những cái bánh liên quan tới là bánh bánh mè, đúng không? Bánh mè, bánh vừng thì cũng rất là hấp dẫn, đúng không? Rồi ở những cái miền Tây, miền Tây thì có những cái đặc sản về trái cây, đúng không các anh chị? Đặc sản về trái cây. Hoặc là ở những cái vùng biển như là Côn Đảo hay gì đó, thì họ có những cái đặc sản về hải sản, đúng không? Những cái nơi thì có cua, hoặc là mực tôm gì đó, đúng không? Những cái đặc sản ở vùng miền của họ. Rồi các anh chị có thể là chọn những cái sản phẩm mà nó theo xu hướng của thế giới, đúng không các anh chị? Thì các anh chị có thể là có cơ hội đi ra nước ngoài, hoặc là các anh chị có những người thân ở nước ngoài, hay là các anh chị tìm hiểu trên những cái trang mạng ở nước ngoài để các anh chị tìm hiểu được những cái xu thế mà thế giới họ đang dùng những cái sản phẩm dịch vụ đó nhiều. Thì tương lai ở Việt Nam mình cũng có khả năng sẽ dùng những cái sản phẩm dịch vụ như vậy, đúng không các anh chị? Để chúng ta đem về Việt Nam, chúng ta di chuyển từ cái nơi phát triển về cái nơi ít phát triển hơn, và đến lúc mà chúng ta phát triển tương xứng như vậy thì chúng ta cũng sẽ cần đến những cái dịch vụ như vậy. Chẳng hạn như Tài thấy là có cái trang ở Việt Nam mình như là cái cách kinh doanh ở trên Unica, thì họ cũng copy từ những cái mô hình kinh doanh ở ở thế giới mà đã thành công rồi, đúng không các anh chị? Chẳng hạn như họ thấy là Amazon hoặc là Lispanel hoặc là Lispan họ làm rất là thành công, nên họ đã áp dụng cái mô hình đó, họ đem về Việt Nam và họ làm, đúng không các anh chị? Thì đây là những cái xu hướng về thế giới. Rồi, thì Tài gợi ý cho các anh chị bốn cái sản phẩm cơ bản để các anh chị có thể là chọn cho mình. Và cái cách tìm ra những cái sản phẩm này á, thì nó cũng rất là dễ các anh chị.
chẳng hạn đối với những anh chị mà kinh doanh những cái sản phẩm mà các anh chị có thể là chọn ở nơi là chợ, chúng ta có thể chọn mua những cái sản phẩm này ở chợ, đúng không ạ? Nếu mà cái chợ thì nó có một cái lợi thế, đó là cái phong phú của sản phẩm nó rất là nhiều và các anh chị có thể là lấy với số lượng ít được, đúng không? Tuy nhiên là nó có một cái hạn chế là giá nó không được tốt, vì giá không không phải là cái nơi nơi sản xuất, cho nên là nó đã qua một một vài cái khâu trung gian rồi, cho nên là giá nó cũng cũng đã cao lên rồi. Và cái thứ hai nữa là nó không có cập nhật nhanh được những cái mẫu, những cái xu hướng của thế giới, bởi vì cần một khoảng thời gian để nó dịch chuyển từ ở nước ngoài về Việt Nam, hoặc là từ một cái nơi nào đó về đến chợ, từ xưởng ra chợ thì cũng khoảng mất một một cái khoảng thời gian nhất định, đúng không các anh chị? Cho nên nó không có cập nhật nhanh được những cái xu hướng sản phẩm được. Đó. Nhưng mà nó có một cái lợi thế, đó là các anh chị có thể là lấy đa dạng, mỗi thứ một ít 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 thì có thể lấy được. Rồi, và cái nguồn hàng tiếp theo đó là các anh chị có thể nhập từ xưởng, nhập trực tiếp từ xưởng, những cái xưởng mà họ sản xuất ra những cái sản phẩm đó, chẳng hạn như quần áo, giày dép, hoặc là bánh kẹo, hoặc là những cái đơn vị mà họ cung cấp những cái phần mềm, đúng không các anh chị? Đó, thì các anh chị có thể tìm đến những cái xưởng như vậy. Thì cái ưu điểm của xưởng thì là giá tốt nhất, đúng không các anh chị? Và nó kịp thời với những cái xu hướng. Tuy nhiên là nó có một cái hạn chế là các anh chị đôi lúc là các anh chị phải lấy ở với số lượng nhiều, đúng không? Nhưng mà những cái anh chị mới khởi nghiệp thì chưa biết cái sản phẩm ra mà bán như thế nào, mà mình nhập nhiều thì cũng rất là mạo hiểm, đúng không các anh chị? Đó, thì mỗi thứ nó đều có những cái ưu và khuyết điểm riêng của nó, không có cái nào mà nó hoàn hảo 100% được, đúng không các anh chị? Tùy vào chúng ta mà chúng ta nên cân đối là bắt đầu như thế nào. Và hôm nay thì tài chỉ đưa ra các anh chị những cái gợi ý để các anh chị lựa chọn. Rồi, cái thứ ba nữa là các anh chị có thể là tìm kiếm ở trên internet. Nếu mà ở thị trường ở trong nước tại Việt Nam á, thì các anh chị có thể lên một cái trang web, đó là thị trường sỉ.com. Đó, thì các anh chị cũng thể tìm được rất là nhiều những cái nơi cung cấp sản phẩm và dịch vụ ở trên cái trang web này. Và cái mà các anh chị cần phải quan tâm, đó là các anh chị cần phải tìm được một cái nơi cung cấp nó uy tín, đúng không các anh chị? Một cái shop bán hàng nó uy tín, một cái công ty, một cái doanh nghiệp nó uy tín để chúng ta làm việc cùng. Rồi, còn đối với nước ngoài thì sao? Đối với nước ngoài thì các anh chị có thể là đi đi ra nước ngoài, đúng không? Các anh chị ra nước ngoài để tìm hiểu về những cái nguồn hàng này, đến trực tiếp các cái chợ của nước ngoài, đúng không các anh chị? Hoặc là các anh chị có thể là tìm hiểu ở trên internet thông qua những cái website của họ. Chẳng hạn như ở Trung Quốc thì các anh chị có thể là tìm đến cái trang web là AliExpress này, AliExpress.com này, hoặc là các anh chị tìm đến cái những cái trang thương mại điện tử, chẳng hạn như là Taobao hay là 1688. Đó. Còn các anh chị muốn tìm cái nguồn hàng từ Nhật Bản thì các anh chị có thể là chọn cái website là Rakuten.co.jp này, đúng không các anh chị? Đó, các anh chị chọn cái website này để có thể tìm cho mình những cái sản phẩm từ Nhật Bản. Đó thì đó là một vài cái website mà các anh chị có thể là tìm và nhập được cái nguồn hàng chất lượng và giá rất là cạnh tranh để về Việt Nam mà các anh chị kinh doanh. Và để có thể nhập được cái này tốt á, thì đòi hỏi là các anh chị cũng cần phải có một cái kinh nghiệm, đúng không ạ? Kinh nghiệm để nhập cái hàng này từ nước ngoài về Việt Nam để cho đúng với những cái sản phẩm đúng chất lượng, đúng không các anh chị? Thì Toàn có thể là chia sẻ các anh chị những cái kinh nghiệm này ở những cái video sau. Rồi, tiếp theo là thứ tư, cái bước thứ tư mà mình cần làm sau khi là đã chọn được cái sản phẩm rồi, thì bây giờ chúng ta cần phải chọn cho mình một cái mặt bằng, muốn các anh chị chọn cho mình một cái mặt bằng để kinh doanh. Thì cái mặt bằng thì có hai hình thức, đó là các anh chị muốn là kinh doanh online hay là các anh chị kinh doanh offline, mà các anh chị sẽ chọn cho mình một cái mặt bằng. Tại ví dụ như các anh chị kinh doanh online thì các anh chị có thể là chọn những cái mặt bằng của mình bằng những cái nền tảng khác nhau, đúng không các anh chị? Các anh chị am hiểu cái nào, hoặc là cái lượng khách hàng của mình xuất hiện ở trên những cái nền tảng nào nhiều nhất thì các anh chị sẽ chọn nó để bắt đầu. Có thể là các anh chị chọn một cái Facebook cá nhân của mình, đúng không ạ? Hoặc là fanpage để có thể chạy được quảng cáo, hoặc là các anh chị dùng kênh YouTube, rồi kênh TikTok, kênh Zalo chat,
hoặc là chatbot, hoặc là các anh chị dùng website, hoặc là các anh chị có thể là kinh doanh trên những cái sàn thương mại điện tử như là Lazada, Shopee, Sendo, đúng không các anh chị? Hoặc là các anh chị sẽ triển khai cái kinh doanh của mình bằng cái là hoạt động bằng cái là email marketing. Các anh chị tạo ra những cái landing page để các anh chị tặng quà cho khách hàng, rồi sau đó thu thập được cái email của khách hàng và chúng ta xây dựng cái chiến dịch email marketing. Hoặc là các anh chị là xây dựng một cái website, rồi sau đó các anh chị triển khai ở trên, các anh chị sell cái website đó, hoặc các anh chị dùng đến cái công cụ là Google AdWords để các anh chị kinh doanh. Hoặc là các anh chị dùng nhiều những cái nền tảng khác nhau như là Instagram và những cái nền tảng như thế này, được không các anh chị? Đó đó là cái kinh doanh mà online. Còn đối với kinh doanh offline thì các anh chị tìm cho mình những cái cửa hàng, những cái vị trí gần trung tâm, hoặc là gần với lại cái nhóm khách hàng mục tiêu mà các anh chị cần phục vụ, đúng không các anh chị? Đó, các anh chị cần phải chọn cho mình cái mặt bằng phù hợp. Và đây là tài gợi ý cho các anh chị một vài cái mặt bằng mà các anh chị có thể chọn lựa ở đây. Rồi cái bước thứ năm, sau khi chúng ta chọn được mặt bằng rồi á, thì cái bước số 5 đó là chúng ta phải chọn được cái đơn vị để họ hỗ trợ mình trong vấn đề vận chuyển đối với những anh chị mà kinh doanh sản phẩm vật lý. Còn đối với những cái sản phẩm số thì các anh chị có thể là nó có một cái lợi thế, đó là sản phẩm số thì các anh chị không cần phải tốn kém về vấn đề vận chuyển nhiều, đúng không anh chị? Có thể là bằng một cái ebook hoặc là bằng một cái video, có thể là download về được. Đó, thì đó là cái lợi thế và cái ưu điểm của sản phẩm số. Còn sản phẩm vật lý thì các anh chị cần phải vận chuyển, đúng không? Và các anh chị cũng nên là chọn những cái sản phẩm nào á nó vận chuyển nó dễ, đúng không? Vận chuyển dễ thì nó sẽ phát triển được rộng hơn. Rồi, và đây là cái năm cái tiêu chí mà Tài gợi ý cho các anh chị mình sẽ chọn một cái đơn vị vận chuyển hiệu quả và hỗ trợ cho các anh chị về cái khâu thanh toán, nó cũng rất là tốt luôn. Những cái đơn vị này họ giao hàng cho mình rồi họ hỗ trợ luôn vấn đề là thu hộ tiền, rồi sau đó họ sẽ chuyển khoản lại cho mình cái tiền họ thu từ khách hàng luôn, cũng rất là tiện và rất là tuyệt vời. Thì có 5 tiêu chí mà Tài đưa ra ở đây. Đầu tiên đó là các anh chị cũng đừng quá vội vàng đánh giá những cái đơn vị vận chuyển này thông qua cái giá các anh chị. Có thể là mỗi cái đơn vị nó chênh lệch nhau một vài ngàn, nhưng mà chưa nói lên điều gì, chưa nói lên được tất cả, đúng không các anh chị? Đòi hỏi là chúng ta phải biết được là xem cái thái độ phục vụ, cái thái độ giao hàng của cái đơn vị đó nó có hiệu quả hay không, nó có vui vẻ với khách hàng của mình, có ân cần hay không, hay là họ có cáu gắt khó chịu đối với khách hàng của mình. Thì cái này các anh chị cần phải là gọi điện hỏi thăm khách hàng sau khi mà họ giao hàng. Rồi cái thứ ba nữa đó là về cái tốc độ giao hàng, các chị cũng xem coi ví dụ như là từ Tây Ninh đến thành phố Hồ Chí Minh thì họ giao thời gian giao hàng là mất mấy ngày, ví dụ như là một ngày hay là một buổi sáng hay là một tuần họ mới giao xong cho mình, thì các anh chị cũng cần phải để ý cái điều này. Rồi thứ tư nữa đó là cái chế độ cũng như là cái thời gian mà họ thanh toán tiền lại cho chúng ta như thế nào, chuyển tiền, đúng không các anh chị? Sau khi mà họ giao hàng được, họ thu tiền được từ khách hàng rồi thì bao lâu thì họ sẽ gửi cái tiền đó lại cho mình. Thì có ta thấy là có nhiều cái đơn vị thì họ cái thời gian thanh toán này lại cho chúng ta nó hoàn toàn khác nhau các anh chị. Có những đơn vị thì họ một lần thì họ sẽ thanh toán lại cho chúng ta một tuần trên một lần. Thì có những cái đơn vị là họ sẽ thanh toán là 2 lần trên một tuần, đúng không ạ? Hoặc là có những cái đơn vị là họ thanh toán luôn sau khi họ thu khách hàng trong ngày hôm đó, là trong ngày hôm đó là họ chuyển tiền lại cho chúng ta luôn. Đó thì tùy vào cái đơn vị mà họ có những cái thời gian chuyển tiền khác nhau. Rồi cái thứ năm nữa là các anh chị cũng để ý tới cái việc là họ có hỗ trợ mình giao lại nhiều lần cho khách hàng hay không. Đôi lúc là họ giao hàng thì khách hàng của mình không có nhà đó, và họ đã cho hàng quay ngược trở lại rồi, họ không có giao tiếp lần hai lần ba, các anh chị họ không thử giao nhiều lần, họ không có chịu khó làm việc đó, họ giao một lần không được cái thôi họ không giao nữa. Cho nên là đây là 5 cái tiêu chí mà tôi nghĩ là các anh chị nên quan tâm khi mà mình chọn một cái đơn vị vận chuyển. Rồi thì để biết được cái điều này, để test được cái điều này thì các anh chị không có cách nào khác, đó là các anh chị phải gọi điện hỏi thăm trước,
coi họ có những cái tiêu chí nào, đúng không? Các anh chị hỏi thăm về giá cả của họ, rồi các anh chị hỏi thăm về cái thời gian họ giao hàng ra làm sao, rồi cái chính sách mà chuyển tiền của họ như thế nào, đúng không các anh chị? Thì các anh chị có thể gọi điện trước để hỏi thăm. À, tuy nhiên thì có một vài cái tiêu chí thì các anh chị cần phải sử dụng cái dịch vụ của họ, thì lúc đó các anh chị mới biết được là họ làm việc như thế nào. Chẳng hạn như là các anh chị phải phải dùng thì mới biết là cái thái độ giao hàng của họ như thế nào. Rồi họ nói là cái tốc độ giao hàng là như vậy, nhưng thực tế là họ làm có đúng như vậy hay không thì mình phải dùng thì mới biết, đúng không? Rồi cái tình trạng họ hỗ trợ giao hàng á, thì họ có giao được nhiều lần hay không đó, thì chúng ta cũng cần phải test cái này. Chúng ta cần phải sau khi hỏi gọi điện và chọn lựa tương đối rồi, thì chúng ta một lần nữa chúng ta sẽ dùng thử cái dịch vụ của họ để chúng ta test. Thì khoảng thời gian thì vài ngày, một tuần, một tháng gì đó, thì chúng ta sẽ chọn ra được một cái đơn vị vận chuyển tối ưu nhất. Rồi, và bây giờ là sang cái bước số 6, đúng không ạ? À, thì đây là một cái bước rất là quan trọng. À, chúng ta cần phải tính toán được. Ồ, tại vì kinh doanh đó, nó các anh chị thấy là cái tỷ lệ mà thất bại đó, theo thống kê đó, là 10 doanh nghiệp, à, thì sau đó thì chỉ còn lại 2-3 doanh nghiệp thôi. Cái tỷ lệ là tử vong nó rất là lớn, đúng không các anh chị? À, cho nên là các anh chị cũng phải cần phải tính toán trước cái điều này. Đó. Để chúng ta có được một cái tinh thần thoải mái nhất và chúng ta sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ, đúng không các anh chị? Là nếu mà rủi ro nó không thành công với cái mô hình kinh doanh này của chúng ta, thì chúng ta phải xử lý như thế nào, đúng không? Cho nên chúng ta cần phải tính toán được cái điểm hòa vốn của chúng ta nó ra làm sao. Với cái sản phẩm này chúng ta có thể là bán được bao nhiêu sản phẩm thì chúng ta sẽ hồi vốn, đúng không ạ? Rồi với nhiều những cái chi phí đầu tư như thế này. Những cái chi phí mà các anh chị phải tính, đó là chẳng hạn nếu mà các anh chị là kinh doanh offline thì các anh chị cũng phải tính toán đến cái việc là cho các anh chị thuê nhà, đúng không ạ? Cái thời hạn thuê nhà. Hoặc là các anh chị kinh doanh online thì các anh chị cũng phải tính toán đến những cái chi phí để các anh chị làm website, đúng không ạ? Rồi những cái dụng cụ để phục vụ cho cái hoạt động kinh doanh của các anh chị, chẳng hạn như bàn ghế hay máy tính gì đó, thì các anh chị cũng phải tính được cái điều này. Rồi các anh chị cũng phải tính được những cái chi phí cố định, chẳng hạn như là những cái chi phí về internet hay là lương của nhân viên, và các anh chị cần phải dự trù cái điều này trong vòng ít nhất là 6 tháng các anh chị. Bởi vì khi mà mới bắt đầu kinh doanh không thể nào mà có lãi ngay hoặc là hồi vốn ngay trong 1-2 ngày đầu hoặc là 1-2 tháng đầu được các anh chị. Rất là hiếm những cái trường hợp như vậy. Cho nên mình cần phải dự phòng cái khoản kinh phí để có thể là duy trì những cái hoạt động kinh doanh của mình ít nhất trong vòng 6 tháng mà mình vẫn có thể là nuôi được ở những cái bộ máy của mình. Rồi, cái thứ tư nữa đó là các anh chị cũng phải cần phải tính toán cho mình những cái chi phí phát sinh bất chợt, chẳng hạn như là đôi lúc tự nhiên cái máy tính nó lại hư, hay là cái bảng hiệu mình tự nhiên gió mưa gì đó bây giờ nó rớt xuống rồi, đúng không các anh chị? Đó. Hay là cái website của mình sao thì giờ tự nhiên nó bị lỗi gì đó, đúng không ạ? Những cái chi phí phát sinh thêm như vậy. Các anh chị cũng cần phải dự trù tính toán những cái điều này. Rồi cuối cùng á, là các anh chị phải tính được một cái điều á, là lỡ may mà mình không có đạt được những cái thành công như mình mong muốn, nó thất bại cái dự án này, thì mình sẽ mất bao nhiêu tiền, và những cái rủi ro đó liệu chăng là mình có ngồi dậy tiếp được hay không, mình có đứng dậy được hay không để mình làm lại được một lần nữa hay không, đúng không các anh chị? Chứ các anh chị dồn hết tất cả mọi thứ vào các anh chị làm mà lỡ may nó có rủi ro thì rõ ràng là các anh chị người ta hay nói là gọi là ngóc đầu lên không nổi luôn, đúng không các anh chị? Đó, thì rất là nguy hiểm. Cho nên lời khuyên của Tài á, là các anh chị cần phải tránh cái việc là bỏ hết trứng vào một giỏ. Nghĩa là sao? Nghĩa là tại ví dụ như các anh chị đang kinh doanh, ý các anh chị đang đi làm, đang đi làm cho một cái cơ quan, một cái công ty nào đó, có một cái công việc đang rất là tốt, nhưng các anh chị cảm thấy chưa có hài lòng, các anh chị muốn kinh doanh, các anh chị muốn bước ra kinh doanh. Thì lời khuyên của Tài thì các anh chị cứ làm những cái công việc hiện tại và mình bắt đầu khởi nghiệp, dùng những cái thời gian rảnh rỗi của mình hoặc là mình sắp xếp cân đối là cái thời gian để mình khởi nghiệp từ từ. Nếu mà nó có rủi ro thì vẫn còn một cái mình để mình phòng thủ, đúng không anh chị? Thì cái điều này nó cũng có một cái lợi và nó có một cái hại. Đúng là sao? Nó có một cái lợi á, là nó sẽ giảm thiểu đi cái rủi ro của các anh chị.
Nhưng mà nó có một cái hại á, là đôi lúc là các anh chị ỷ lại, à nếu mà làm không thành công thì mình vẫn còn có một công việc cũ để mình sống, không có sao hết. Cho nên là đôi lúc là các anh chị sẽ không có nỗ lực hết mình, hoặc là các anh chị sẽ không có sống chết với nó. Cho nên là nó cũng có những cái ưu và khuyết điểm như vậy. Rồi, và cái thứ bảy nữa mà các anh chị để không xảy ra tình trạng phá sản thua lỗ á, thì các anh chị cần phải test. Test thị trường trước khi là các anh chị nhập hàng loạt những cái sản phẩm về để kinh doanh, hoặc là các anh chị tạo ra hàng loạt những cái sản phẩm, đúng không các anh chị? Chúng ta cần phải test thị trường và chúng ta phải nhập sản phẩm ít thôi, hoặc là các anh chị là sản xuất ra thì các anh chị sản xuất ra để test thị trường trước, xem nó cái có khả thi hay không, đúng không ạ? Thì lúc đó thì chúng ta mới nhập số lượng nhiều về và chúng ta có thể là sản xuất ra hàng loạt. Và đây là những cái lời khuyên rất là chân tình của Tài. Tài hy vọng là sẽ giúp cho các anh chị tránh được những cái rủi ro trong quá trình khởi nghiệp, trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, đúng không các anh chị? Rồi, cái bước tiếp theo đó là cái bước thứ bảy. Thì sau khi chúng ta chuẩn bị 6 bước trên thì cái bước thứ bảy là các anh chị cần phải thành lập cho mình một cái doanh nghiệp. Đó, chúng ta đang bàn tới cái chuyện là kinh doanh nghiêm túc, chứ không phải là kinh doanh nhỏ lẻ ăn sỏi ở thì, đúng không các anh chị? Đã kinh doanh rồi thì chúng ta cần phải thành lập cho mình một cái doanh nghiệp, làm một cách nghiêm túc. Tại đang chia sẻ với các anh chị những cái kinh nghiệm, những cái bước, những cái kỹ năng, và sẽ đồng hành với các anh chị xuyên suốt tiếp theo nữa, để các anh hỗ trợ cho các anh chị khởi nghiệp thành công, chứ không phải là chỉ nói cho vui ở đây. Cho nên là tại có một lời khuyên là các anh chị cần phải thành lập doanh nghiệp. Thì thành lập doanh nghiệp các anh chị đừng cứ nghĩ là đao to búa lớn, là cần phải thành lập cho mình một cái tập đoàn, một cái công ty, không nhất thiết phải như vậy các anh chị. Ý Tài muốn nói ở đây là các anh chị cần phải là sao ạ? Phải hợp thức hóa để cho mình khởi nghiệp nó đúng với những cái pháp luật. Chẳng hạn như các anh chị là kinh doanh, đăng ký kinh doanh với là hộ kinh doanh cá thể là cũng được, như vậy cũng rất là tuyệt vời rồi, không nhất thiết là phải bắt đầu bằng công ty. Các anh chị hiểu ý Tài ở đây không ạ? Mình bắt đầu bằng là hộ kinh doanh cá thể cũng được. Cái việc mà đăng ký cái giấy phép này chỉ tốn vài chục ngàn, đúng các anh chị, và cái thời gian cũng rất là nhanh. Thời gian nó cũng chỉ tầm 1 tuần là các anh chị có thể xong cái vấn đề hồ sơ về pháp lý cho kinh doanh của mình rồi. Mình cần phải đăng ký về cái hồ sơ pháp nhân, rồi những cái thủ tục về sản phẩm, như hạn như là về về thực phẩm thì có thể là đăng ký về vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng các anh chị. Đó, những cái thủ tục liên quan vấn đề pháp lý. Tại vì để có thể kinh doanh lớn và lâu dài được thì chúng ta cần phải làm điều này ngay từ đầu. Chúng ta cần phải kinh doanh là đúng pháp luật, đúng các anh chị, và phải đúng đạo đức nữa, thì nó mới giúp cho cái hoạt động kinh doanh của chúng ta phát triển một cách bền vững và lâu dài được. Đúng không ạ? Tại thấy là có rất là nhiều những cái sản phẩm mà chưa được pháp luật Việt Nam mình công nhận, thì Tài nghĩ thì các anh chị nên chọn một cái sản phẩm khác. Bởi vì cái sản phẩm rất là nhiều các anh chị, sản phẩm thì vô 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 cùng nhiều và cái tiềm năng nó cũng rất là lớn. Không nhất thiết là Tài thấy là có những cái sản phẩm và dịch vụ hoặc là những cái hình thức đầu tư về về những cái mà Tài thấy là pháp luật Việt Nam mình vẫn chưa cho phép, đúng không ạ? Ở Việt Nam nói chung là nó cũng rất là tốt đó các anh chị, nó rất là tốt, và pháp luật ở thế giới, ở những cái nước phát triển thì họ đã đồng ý những cái điều đó rồi. Chẳng hạn như là vàng hoặc là coin hoặc là forex hoặc là những cái hình thức kinh doanh đa cấp chẳng hạn, nhưng mà nó đã chấp nhận ở nước ngoài rồi. Tuy nhiên là có một số những cái công ty hoạt động theo hình thức đa cấp chẳng hạn nhưng mà vẫn chưa có đăng ký ở tại Việt Nam, thì chúng ta nên chọn những cái công ty mà họ đã đăng ký tuân thủ những cái pháp luật Việt Nam rồi, thì mình hãy tham gia các anh chị. Thì nó điều đó nó sẽ đảm bảo cho cái lợi ích về lâu về dài của các anh chị. Và có rất là nhiều những cái sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta làm mãi không hết, thì việc gì phải đi chọn những cái sản phẩm như vậy để mạo hiểm, đúng không các anh chị? Bởi vì là nghĩ là kiếm tiền thì đương nhiên là rất là cần rồi, đúng không? Ai mà chả cần tiền, đúng không các anh chị? Tuy nhiên là kiếm tiền mà nếu mà nó vui nữa mà nó hạnh phúc nữa thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều chỉ kiếm tiền thôi, đúng không các anh chị? Kiếm tiền mà không vui thì cũng tại nghĩ là cũng không có hoàn mỹ lắm. Chúng ta nên vừa kiếm được tiền mà vừa vui vừa hạnh phúc thì nó sẽ tuyệt vời hơn.
Rồi, và tiếp theo, bước tiếp theo, à, đó là bước thứ 8. Rồi bây giờ bắt đầu là chiến chiến đấu thôi đúng không các anh chị? À, bước thứ 8 thì chúng ta là sao ạ? À, chọn ra cho mình một cái kênh marketing phù hợp để chúng ta bắt đầu là triển khai các hoạt động kinh doanh của mình ở đây. Thì á, tại có một cái lời khuyên, tại có một cái chia sẻ cho các anh chị như vậy nè. Tất cả mọi thứ mình làm á, nó không có kết quả ngay đâu các anh chị. Không có kết quả ngay đâu, bởi vì ở kinh doanh nó không dễ dàng như vậy. Các anh chị đừng có nhìn nó quá màu hồng. Đúng không? Tại vì mà khi mà làm á, nó thành công thì tài nghĩ là không có ai mà nghèo hết rồi, đúng không ạ? Không có ai mà phải vất vả hết các anh chị. Tất cả mọi thứ làm đều phải đổ mồ hôi, đổ nước mắt đúng không? Thậm chí phải cả máu nữa thì mới cài bừa một cách nghiêm túc mà ngày đêm thì mới có mong muốn mới mong là có kết quả. Và các anh chị cần phải làm đi làm lại nó nhiều lần rồi học hỏi rồi sai rồi làm lại rồi đúc kết đúng không? Chúng ta cần phải tối ưu đúng không các anh chị? Tối ưu liên tục thì mới mới ra kết quả được. Đúng không ạ? Tài cũng làm việc chúng ta phải làm việc rất là vất vả các anh chị ạ, đừng có mơ mộng một cái gì đó nó hão huyền là làm dễ dàng, nó không có đâu các anh chị, rất là khó đúng không ạ? Kinh doanh mà kiếm được tiền một cách là đúng pháp luật và nó hạnh phúc thì rất là phải đổ rất là nhiều công sức vào đây các anh chị ạ. Giờ này cũng rất là muộn rồi mà Tài vẫn còn ngồi đây trao đổi với các anh chị thì rõ ràng là chúng ta cũng phải rất là vất vả đúng không các anh chị, không đơn giản một tí xíu nào, cho nên là các anh chị đừng nhìn nó quá quá màu hồng ha. Rồi thì cái kênh marketing này nó có hai cái mà các anh chị nên để ý, bởi vì sao? Thông qua cái kênh marketing này á, các anh chị phải trả lời được một cái câu hỏi tiếp theo. Cái phần đầu tiên á, là khi mà khảo sát thị trường, chọn thị trường á, thì các anh chị có một câu hỏi đó là khách hàng của các anh chị là ai đúng không? Và các anh chị mong muốn là cái khách hàng của mình là ai và các anh chị mong muốn phục vụ những cái đối tượng khách hàng như thế nào? Thì với cái bắt đầu khi mà triển khai hoạt động kinh doanh á, thì các anh chị cũng cần phải hỏi cho mình một cái câu hỏi thứ hai rất là quan trọng, đó là các anh chị phải hỏi được là mình là ai, đúng không? Bạn là ai và bạn phải trở thành ai để người ta mua hàng của mình, để khách hàng mua hàng của mình, và bạn nên là ai thì mới bán được hàng, đúng không các anh chị? Đó, cho nên là đây cũng là một câu hỏi rất là quan trọng đây. Không phải là người ta bán được áo thun thì mình bán được áo thun, người ta bán được bất động sản là mình bán được bất động sản đâu, đúng không các anh chị? Họ là ai mà họ bán được bất động sản, còn mình phải là ai thì mình mới bán được bất động sản, đúng không các anh chị? Đó, đây là một cái câu hỏi rất là quan trọng, thì các anh chị phải phải trả lời được cái câu hỏi này. Các anh chị có những cái điểm gì tuyệt vời hơn những cái đối thủ cạnh tranh của mình, các chị có những cái gì đặc biệt, có một cái USP gì hơn hẳn họ, đúng không các anh chị? Thì để cho khách hàng chọn mình. Tại sao là khách hàng chọn các anh chị mà không phải là một cái đơn vị, một cái sản phẩm khác? Đó, cho nên là các anh chị cũng phải trả lời rõ ràng được cái câu này thì mới 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 có thể chiến thắng được. Rồi, thì có hai cái kênh, đó là một cái kênh là làm marketing miễn phí. Miễn phí là sao ạ? Mình không cần phải bỏ tiền vào nó quá nhiều đúng không các anh chị? Thì tại có vài cái gợi ý sao, thì các anh chị có thể làm một cái website rồi sau đó các anh chị tự sell đúng không? Tự làm sale để cho cái website mình lên top Google. Khi mà họ search những cái thông tin về sản phẩm của mình thì mình được hiện ở trên những cái top đầu. Rồi, hoặc là các anh chị có thể là dùng cái phương thức đó là các anh chị viết những cái content về marketing. Đúng không các anh chị? Các anh chị tìm đến những cái website, những cái blog, những cái diễn đàn để các anh chị viết bài. Các anh chị viết những cái bài content nó thật là hay, đúng không ạ? Những cái nội dung thật là hấp dẫn để thu hút hoặc là trao giá trị được cho cái đối tượng khách hàng mục tiêu của mình, thì họ sẽ thấy hay và họ sẽ tò mò họ vào xem coi thằng này là thằng nào, đúng không? Mà tại sao nó viết ra những cái thông tin nó bổ ích như vậy, thì họ sẽ theo dõi chúng ta. Và từ đó thì họ sẽ đến với lại cái sản phẩm hay dịch vụ của chúng ta thông qua những cái bài viết chia sẻ của chúng ta ở trên những cái diễn đàn như thế này. Rồi, cái cách miễn phí thứ ba đó là các anh chị có thể là tiếp thị bằng những cái công cụ, chẳng hạn như các anh chị có thể là đăng những cái bài viết của mình, những cái nội dung của mình ở trên Facebook cá nhân. Đó, thì cũng hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà có một lưu ý như vậy nè, các anh chị đừng có đăng cái sản phẩm hay dịch vụ của mình ngay ở trên Facebook để bán, các anh chị không nên làm như vậy.
mà các anh chị cần phải tạo một cái nội dung có giá trị cho khách hàng của mình. Thì cái này Tài sẽ chỉ cho các anh chị sau, Tài sẽ chia sẻ với các anh chị sau những cái cách mà để làm những cái này cho nó hiệu quả, đúng không ạ? Hôm nay Tài sẽ đưa ra những cái công cụ mà các anh chị, để các anh chị chọn trước đi đã, đúng không? Các anh chị chọn trước những cái công cụ này, rồi các anh chị quan tâm đến công cụ nào thì các anh chị hãy để lại ở phần bình luận ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi tiếp theo, đúng không ạ? Tài sẽ đồng hành với các anh chị những cái video tiếp theo. Rồi là các anh chị có thể là chọn những cái kênh YouTube, đúng không? Đó thì Tài cũng đang chọn cái kênh YouTube để là trao đi những cái thông tin có giá trị cho các anh chị đây, đúng không ạ? Hoặc là các anh chị có thể live stream giống như Tài như thế này, đúng không? Mình live stream, mình chia sẻ ở trên Facebook, ở trên fanpage của mình, hoặc là mình dùng cái kênh TikTok để mình trao giá trị cho khách hàng của mình, để mình cung cấp những cái thông tin về sản phẩm dịch vụ gì đó của mình để cho khách hàng họ biết tới mình, họ yêu mến các anh chị. Rồi hoặc là các anh chị có thể là dùng những cái trang landing page, những cái trang landing page để các anh chị thực hiện những cái chiến dịch email marketing của mình. Và email marketing ở đây là các anh chị không phải là đi mua ha, không phải đi mua cái email của người ta đâu, và không phải là các anh chị spam, các anh chị không phải spam cái email đâu, không phải làm như vậy nó sẽ không có hiệu quả đâu các anh chị. Mà để có thể triển khai được cái email marketing này hiệu quả thì các anh chị cần phải tặng cho khách hàng mình một cái điều gì đó. Các anh chị có thể tặng họ những cái ebook, những cái cuốn sách về về thông tin, hoặc là về những cái sản phẩm mẫu dùng thử gì đó, thì để có thể là khách hàng nhận được những cái quà tặng đó của anh chị thì họ phải để lại cái email cho anh chị, đúng không? Để các anh chị tặng, được chưa? Thì cái đó là cái cách để thu thập thông tin email để chúng ta là triển khai cái hoạt động kinh doanh này trên email, đúng không? Dựa trên cái việc là chúng ta cho họ cái gì đó để đổi lại, họ cung cấp chúng ta cái email để họ nhận được những cái giá trị của chúng ta, chứ không phải là các anh chị đi mua một cái email đâu đó rồi sau đó các anh chị đi gửi về những cái sản phẩm dịch vụ các anh chị cho họ, đúng không? Cái đó gọi là spam. Thì chẳng có ai mà đi mua một cái sản phẩm dịch vụ từ một cái người xa lạ rồi các anh chị, họ đâu biết các anh chị là ai, tự nhiên các anh chị đùng đùng gửi cho họ những cái thông tin sản phẩm gì gì đó thì chắc chắn họ sẽ không mua, đúng không? Không ai làm như vậy cả, những người kinh doanh thông minh không ai làm như vậy cả, đúng không ạ? Rồi hoặc là các anh chị sử dụng chatbot, đúng không? Đây là một cái công cụ có thể là hỗ trợ trả lời tự động cho khách hàng, cũng rất là tuyệt vời. Và cái cách tạo ra những cái nội dung chatbot như thế nào, Tài cũng sẽ chia sẻ với các anh chị những cái video tiếp theo, đúng không ạ? Rồi ở đây thì có Zalo chat hoặc là rất là nhiều những cái công cụ như thế này, đúng không? Instagram thì đây là những cái công cụ mà ở tại Việt Nam nó vẫn chưa phổ biến các anh chị. Tuy nhiên là ở nước ngoài họ dùng rất là nhiều những cái công cụ này rồi. Cho nên thì chúng ta khi bắt đầu thì chúng ta hãy dùng những cái gì phổ biến ở tại Việt Nam trước. Rồi sau đó chúng ta có thời gian, chúng ta kiếm được một ít tiền rồi thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu xuất hiện ở những cái công cụ này. Để những cái công cụ mà mới chưa ai dùng nhiều á các anh chị thì chúng ta làm trước á thì cái tỷ lệ nó thành công nó sẽ cao hơn, đúng các anh chị? Còn như bây giờ các anh chị làm YouTube á hoặc là các anh chị làm những cái kênh mà đã phổ biến quá nổi ở tại Việt Nam rồi á thì để các anh chị tăng cái lượt họ đăng ký á thì nó rất là khó. Các anh chị cần phải tạo ra được những cái nội dung nó rất là tốt, có ích cho khách hàng rất là tuyệt vời rồi thì họ mới đăng ký kênh các anh chị, chứ không thì sẽ rất là ít người đăng ký, bởi vì bây giờ có quá nhiều người tạo ra những cái nội dung có ích, đúng không các anh chị? Cho nên là họ cũng chẳng biết là giờ nên đăng ký cái của ai để họ nhận được những cái giá trị đó, cho nên chúng ta sẽ làm khó hơn. Còn những cái mà nó mới mới như thế này, đúng không? Investor hay là những cái này, đúng không? Tại cũng không giỏi tiếng Anh lắm. Đó, cho nên là cũng sẽ dễ dàng hơn cho các anh chị. Được không ạ? Đây là những cái nguồn mà có thể hỗ trợ cho các anh chị trong vấn đề là các anh chị làm marketing để khách hàng biết đến các anh chị mà hoàn toàn miễn phí, được không ạ? Rồi và nếu mà các anh chị tốt hơn thì chúng ta sẽ dùng một ít tiền để chúng ta bắt đầu cho những cái chương trình marketing có phí của chúng ta bằng cách là chúng ta chạy những cái chương trình quảng cáo. Rồi thì Tài cũng sẽ gợi ý cho các anh chị ở đây có bốn cái hình thức mà các anh chị có thể là trả phí, là các anh chị chạy quảng cáo trên Google AdWords, đúng các anh chị đó, thì bằng cách là các anh chị đi mua những cái từ khóa mà khách hàng hay tìm kiếm ở trên internet đó, thì cái này nó sẽ tính phí dựa trên cái lượt mà khách hàng họ list đâu họ list vào những cái từ khóa mà các anh chị mua, và tùy vào cái độ hot của những cái từ khóa mà nó có giá khác nhau các anh chị ha.
Rồi, hình thức thứ hai là các anh chị có thể là dùng cái fanpage Facebook ad để chúng ta chạy quảng cáo. Thì cái lợi thế của cái Facebook ad này á, thì nó sẽ giúp cho các anh chị nhắm theo được từng cái nhóm đối tượng khách hàng rõ ràng hơn. Ví dụ như các anh chị có thể là chọn được cái độ tuổi nè, cái giới tính nè, rồi cái từng cái khu vực tỉnh thành địa phương đúng các anh chị, rồi có thể là chọn được những cái sở thích của họ nữa, chẳng hạn như vậy. Nó chi tiết hơn. Rồi và cái hình thức thứ ba đó là các anh chị có thể là dùng những cái email marketing đúng không các anh chị chạy quảng cáo cho những cái trang landing page của mình, và sau đó chúng ta sẽ triển khai cái hệ thống email marketing này đó, bằng cách là tặng cho khách hàng một cái quà gì đó để đổi lấy lại cái email của họ. Nhớ nhá, không được spam đâu, vì khách hàng bây giờ là họ mua là phải dựa vào niềm tin họ mới mua các anh chị, họ phải tin tưởng chúng ta, họ phải yêu quý chúng ta họ mới mua, chứ còn mà họ không bao giờ mà họ mua hàng từ một người xa lạ các anh chị, rất là hiếm cái trường hợp này. Rồi cái cách thứ tư nữa đó là các anh chị có thể là chạy quảng cáo ở trên YouTube đúng không ạ? Các anh chị thấy là các anh chị coi ở trên những cái kênh YouTube thì lâu lâu nó có xuất hiện ra những cái quảng cáo, thì chúng ta có thể chạy quảng cáo trên kênh này, hoặc là các anh chị có thể chạy quảng cáo trên là TikTok hoặc là những cái nền tảng khác như là Zalo vân vân, rất là nhiều nền tảng mà các anh chị chọn thì các anh chị có thể là chạy quảng cáo ở đó. Rồi đó là những cái chiến lược về marketing. Bây giờ bước sang là cái thứ chính mà Tài muốn trao đổi với các anh chị trong tối hôm nay, đó là chúng ta tạo những cái nội dung cho những cái chương trình marketing, chương trình bán hàng của chúng ta. Thì Tài sẽ gợi ý cho các anh chị vài cái cách để tạo cái nội dung. Rồi, thì Tài cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị có bốn cái cách để các anh chị xây dựng được cái nội dung của mình. Cái cách đầu tiên á, là các anh chị có thể là review đúng không ạ, chia sẻ những cái cảm nhận, những cái lợi ích, những cái công dụng, và các anh chị đánh giá về cái sản phẩm dịch vụ đó. Ví dụ như các anh chị đang kinh doanh về cái hình thức là affiliate đi, đó là tiếp thị liên kết á, không thì các anh chị ví dụ như các anh chị đánh giá tôi có mua cái khóa học của thầy Phạm Thành Long dạy về bán hàng hay là dạy về xây dựng hệ thống kinh doanh online chẳng hạn như vậy, và tôi thấy là những cái khóa học này đã giúp cho tôi nhận được những cái lợi ích, để giúp tôi hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, và nó có công dụng ABCD như thế này, và tôi đánh giá rất là cao này. Và nếu mà các anh chị muốn có được những cái kết quả giống như tôi, hoặc là các anh chị muốn nhận được những cái công thức, những cái kiến thức để có thể là triển khai được cái hoạt động kinh doanh của các anh chị, thì các anh chị có thể là mua cái sản phẩm này theo cái link miêu tả tôi để phía dưới đúng không ạ? Đó thì các anh chị, hoặc là các anh chị bán một cái máy chụp hình thì các anh chị cũng sẽ review, các anh chị nói về cái máy chụp hình này nó có những cái lợi ích gì, nó có công dụng ra làm sao, và nó chụp hình đẹp như thế nào vân vân đúng không các anh chị? Đó, các anh chị review đánh giá những cái sản phẩm như vậy để cho khách hàng hiểu về cái sản phẩm mà các anh chị cung cấp. Rồi cái cách mà tạo nội dung thứ hai đó là các anh chị nêu ra được cái vấn đề, những cái nỗi đau của khách hàng của mình mà họ gặp phải đúng không ạ? Đôi lúc là ví dụ như là các anh chị làm trong lĩnh vực bất động sản đi, những cái vấn đề mà những người đi mua bất động sản là gì? Đó có thể là những cái vấn đề rủi ro trong vấn đề pháp lý đúng không anh chị? Tuy nhiên là những người mà lần đầu tiên họ đi mua bất động sản á, họ vẫn chưa hiểu là cái vấn đề của họ sắp phải đối mặt là gì. Họ không hiểu là mình mua cái đó mình cần phải lưu ý cái điều gì, mình cần phải lưu ý ABCD gì. Họ không biết. Đôi lúc là họ không biết các anh chị. Tài nhớ là lần đầu tiên Tài đi mua bất động sản cũng vậy, Tài cũng không biết những cái rủi ro gì có thể xảy đến với mình. Nhưng mà may mắn là không có cái rủi ro nào xảy đến đúng không các anh chị? Đó thì các anh chị cần phải nêu ra cho khách hàng mình biết được những cái vấn đề mà đó là những cái nỗi đau của họ trong hiện tại, hoặc có thể là xảy ra trong tương lai, để họ tránh và họ hiểu được những cái nỗi đau của họ là như thế nào đúng không các anh chị? Rồi và cái nội dung tiếp theo là các anh chị có thể là tạo ra, đó là các anh chị đưa ra cái giải pháp để có thể giải quyết được những cái nỗi đau của họ. Sau khi các anh chị nêu ra được cái vấn đề của họ rồi, thì bây giờ các anh chị đưa ra cái giải pháp để có thể giải quyết được. Ồ, ví dụ như các anh chị đưa ra những cái vấn đề là có thể là rủi ro trong cái đề pháp lý khi đi mua bất động sản. Vậy cái giải pháp thì là bây giờ có cái giải pháp nhìn hoặc đọc hoặc là tìm hiểu ở đâu đó để có thể hiểu được
cái bất động sản đó, cái tính pháp lý nó có an toàn hay không, có cách nào để nhìn ra được cái điều đó. Thì các anh chị đưa ra cái giải pháp đó. Rồi đó là những cái giải pháp. Rồi cái thứ tư đó là các anh chị có thể sao ạ, có chị là copy những cái nội dung của những cái đối thủ của mình. Đó là sao, là chúng ta phải dùng một cái bài học, đó là hãy đứng trên vai người khổng lồ các anh chị, là chúng ta cần phải học hỏi những người giỏi hơn chúng ta, đúng không? Chúng ta quan sát họ, học hỏi họ, và chúng ta xem coi họ làm cái gì, chúng ta bắt chước, chúng ta làm theo. Và các anh chị nhớ ha, mình tôn trọng cái bản quyền của tác giả, cho nên là khi mà các anh chị copy một cái điều gì đó thì các anh chị cần phải để lại cái nguồn, hoặc là các anh chị cũng cần phải chỉnh sửa lại cho nó phù hợp. Các anh chị copy một phần ở đó thôi, chứ chúng ta cái gì cũng đi ăn cắp của người khác 100% thì cái điều đó nó không nên, đúng không các anh chị? Nó không có tạo ra một cái giá trị tốt cho bản thân của mình đâu, đúng không ạ? Chúng ta nên là học hỏi họ, copy ở một cái chừng mực nào đó, chúng ta cần phải thay đổi sửa lại, hoặc là chúng ta tôn trọng họ, là chúng ta phải để lại cái nguồn. Đây là về cái đạo đức nghề nghiệp các chị nha. Chúng ta cần phải để lại cái nguồn, là chúng ta copy cái nội dung này ở đâu, chứ không phải là cái này do chúng ta nghĩ ra, chúng ta ghi ra, đúng không các chị? Chúng ta cần phải rõ ràng cái điều này, đúng không ạ? Rồi, cái đó là bốn cái ý tưởng mà thầy muốn chia sẻ các anh chị, để các anh chị có thể là tạo ra được cái nội dung cho riêng mình. Rồi tiếp theo là cái bước số 10, cái bước cuối cùng đây. Nó rất là nhiều những cái bước nữa, nhưng mà hôm nay thì tại tạm thời chia sẻ các anh chị 10 cái bước mà quan trọng để các anh chị chuẩn bị để bắt đầu. Cái bước thứ 10 đó là các anh chị cần phải xây dựng cho mình được một cái hệ thống bán hàng và một cái hệ thống chăm sóc khách hàng. Thì cũng dựa trên cái hoạt động kinh doanh của các anh chị, là các anh chị chọn là mình kinh doanh online hay là kinh doanh offline, mà các anh chị chọn cho mình một cái hệ thống bán hàng cho nó phù hợp với là cái hình thức kinh doanh này. Thì có nhiều người họ chọn cả hai, đúng không các chị, cả online cả offline, giống như ta là làm cả hai on và off luôn đó. Và cũng cần phải có một cái chính sách, một cái cách để có thể chăm sóc khách hàng nó tốt hơn đó. Thì cái này một cách chi tiết thì Tài cũng cần phải có nhiều cái dữ liệu các anh chị. Tài cũng phải biết là các anh chị chọn lựa cái hình thức kinh doanh nào và cái quy mô hoạt động các anh chị ra làm sao, thì Tài sẽ chia sẻ các anh chị một cách chi tiết hơn. Thì hôm nay thì Tài tạm thời chia sẻ cho các anh chị 10 cái bước quan trọng mà để các anh chị bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh online hay là offline, hay là các anh chị đã kinh doanh rồi, đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị muốn nhân bản cái một cái mô hình kinh doanh mới, thì chúng ta cũng cần phải bắt đầu lại như thế này, 10 bước như thế này, đúng không các anh chị? Rồi thì nếu mà các anh chị thấy cái video này hay thì các anh chị có thể là chia sẻ cho những cái người khác, chia sẻ cho nhiều người, để có thể giúp cho họ nhận được những cái thông tin bổ ích cho cái hoạt động kinh doanh của họ. Rồi, và các anh chị có thể đăng ký kênh để nhận được những cái video tiếp theo từ Tài, hoặc là các anh chị kết nối với Tài thông qua Zalo, hoặc là thông qua những cái kênh khác nhau, để Tài có cơ hội được chia sẻ cho các anh chị những cái chi tiết hơn, những cái mà nó cụ thể hơn cho từng cái hoạt động kinh doanh của các anh chị, đúng không ạ? Các anh chị có thể là kết nối với Tài. Tài sẽ để lại cái đường link ở phần mô tả, các anh chị có thể kết nối với Tài ở đó. Hoặc là các anh chị có những cái câu hỏi nào, đúng không ạ? Những cái câu hỏi nào thì các anh chị cũng để lại ở dưới phần bình luận giúp Tài. Hay là các anh chị đã có những cái kinh nghiệm cho cái kinh doanh, hoặc là cho những cái hoạt động bán hàng các anh chị, thì các anh chị có thể là chia sẻ ở phần bình luận để Tài có cơ hội được học hỏi thêm, để được trau dồi thêm, để có nhiều kiến thức hơn, để có thể là giúp đỡ cho được nhiều người hơn. Tài vô cùng biết ơn tất cả các anh chị. Rồi một lần nữa thì Tài cảm ơn là các anh chị đã chia sẻ cái bài viết này, và cảm ơn tất cả các anh chị đã đăng ký ủng hộ Tài để có thêm động lực để Tài làm những cái video ý nghĩa hơn, hay hơn, để phục vụ cho tất cả các anh chị. Rồi thì cũng muộn rồi, thì Tài tạm kết thúc cái livestream ở đây, Tài tạm kết thúc cái video ở đây, và hẹn gặp lại các anh chị ở những cái video tiếp theo.
Chúc cho các anh chị có buổi tối tốt lành và ngủ ngon nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những cái livestream và những cái buổi chia sẻ tiếp theo. Xin chào.